Nay tôi sẽ kể cho mấy bà nghe những cái phần ngoại truyện lúc mà tụi tôi về Bến Tre để ăn khai trương cái tiệm cà phê Thả Ha Ha của chị Hà nè. Cái bữa đó đi sớm dữ lắm, thành ra là má nào má nấy tranh thủ lên xe ngủ hết biết tương lai luôn. Trải qua 3 tiếng đồng hồ thì bây giờ cũng tới nhà bả. Mỗi một góc của tiệm cà phê chị Hà đều gợi lên những cái mảng ký ức khác nhau, nhưng mà nhìn chung nó giống như là một cái cuốn sổ lưu bút mà mình viết hồi năm cấp 2, cấp 3 vậy đó. Cái bữa cơm trưa là mẹ chị Hà nấu cho tụi tôi một đống đồ ăn luôn, mà món nào cũng ngon hết trơn á, tại vì hồi xưa dì Liên làm thợ nấu á. Ở trên mâm tôi phái nhất là cái món sườn non kho với tôm sú, lấy cái nước đó chan với cơm nhất cái nách mã ơi. Mẹ của chị Hà phái mấy tôi lắm, tại mấy tôi chịu ăn, còn bà Hà bà kén ăn, tôi mệt mỏi cái vụ này ghê á. Trước khi về bà còn làm cho tôi một cái ly trà trái cây đặc biệt nữa. Anh thử nè. Cái khách sạn mà tụi tôi ở nó nằm ở trong một con hẻm khá là chật, rồi phải đi qua một cái cầu nhỏ xíu, băng qua một cái khu vườn toàn là cây thì mới vô được tới cái nhà cổ kiểu đó. Sau khi tham quan thì tụi tôi xác định là ngày hôm đó không có cái đoàn nào khác ngoài cái đám tụi tôi hết trơn á. Qua ngày hôm sau, lúc mà cái đám tụi tôi trả phòng để đi về thì một con nhỏ bạn mới kể lại là tối bữa đó nó đang ngủ, tầm 2:30 sáng nó đã giật mình thức dậy và nó đã trải qua một cái giấc mơ kiểu là nó mở cái cửa phòng của tụi tôi ra và nó thấy có một cái người đàn ông gầy gò, kiểu như là gầy trơ xương luôn á, nhưng mà trên vai còn một cái lưới đánh cá đang nhìn nó. Vấn đề là cái cặp mắt của cái ông đó nó phát sáng nhà mọi người đó, thì ổng đứng trừng trừng nhìn nó vậy đó, không tiến lại gần mà cũng không chớp mắt. Thì nó tới đây mọi người tự hiểu rồi nha, kể sơ sơ vậy thôi, nhưng mà thiệt ra bữa đó tụi tôi chơi vui lắm má. Tự nhiên cha Nghĩa đang rửa mặt cái cúp nước à, sao không sao mà báo lúc chiều mát là tụi tôi ghé tiệm của bà Hà để ăn khai trương, mà có ăn được đâu má, quá trời đông rồi, trà sữa bán hết liên tục, tới nỗi mà con Ngân nó phải đi vô nó nấu trà sữa giùm bà Hà luôn á là biết rồi đó. Tôi sợ tôi vô bếp là làm đổ bể đồ của bà Hà, bởi vậy đứng ở ngoài đây tiếp khách nè má ơi. Sáng bữa sau tụi tôi đi ăn điểm tâm là cái món hủ tiếu mực của má ơi, xứng đáng 10 điểm, quá ngon đi. Chụp hình lưu niệm với cái tiệm của chị Hà mà cái đầu tôi nó bớt thấy thương luôn á. Tôi quyết định rủ con Non đi gọi đầu gái tay. Let's go. Cái chuyến đi 2 ngày 1 đêm của tụi tôi cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ lên xe đứa nào cũng nằm ngáy ngủ và nghe là cái bản nhạc thời thanh xuân của tụi tôi nè.